Thanh Trang kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 1, 2021. Đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn tối nay gồm có chương trình Võ Bị Tháng 1 năm 2021 và Nhạc Lá Bồ Đề. Để mở đầu Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình hàng tháng của các cựu sinh viên trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam và thanh thiếu niên đa hiệu vùng Hoa Thịnh Đốn thực hiện. chương trình truyền hình với chủ đề dưới ngọn cờ vàng của hội cựu sinh viên sĩ quan và đoàn thanh thiếu niên đa hiệu hoa thành đốn kính chào quý khán giả cùng đại gia đình trường võ bị quốc gia việt nam trước hết xin phân ưu cùng tang quyền của cổ trung tướng lâm quân thi khóa ba tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia việt nam nhận được tin buồn trung tướng lâm quân thi khóa ba cựu tư lệnh phó quân đoàn 1, quân khu 1, cựu chỉ huy trưởng trường võ bị quốc gia Việt Nam. Từ trần ngày 19 tháng Giêng năm 2021, tại Freeman, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 89 tuổi, xin thành kính chia buồn cùng tan quyến, nguyện cầu hương linh của cổ trung tướng, sớm về cõi Vĩnh hằng. Tiếp đến, chúng tôi xin trình bày về trung tả Lê Văn Ngôn tự thụ căn cứ Tổng Lê Trân. Mời Thủy Tiên. Thủy Tiên xin kính chào quý vị. Trung tá Lê Văn Ngôn sinh năm 1941 tại Vĩnh Long, tốt nghiệp khóa 21, tình nguyện phục vụ trong binh chủng lực lượng đặc biệt. Năm 1970, theo kế hoạch Hoa Kỳ rút quân, các đơn vị dân sự chiến đấu do lực lượng đặc biệt chỉ huy đóng ở biên giới bị giải tán để thành lập các đơn vị biệt động quân biên phòng Đại úy Lê Văn Ngôn, chưa tròn 24 tuổi, có nhiệm vụ thành lập tiểu đoàn 92 biên phòng, trú đóng tại Tống Lê Chân, thuộc tỉnh Phước Long, với quân số 318 người, mà đa số binh sĩ thuộc các dân tộc ít người. Tống Lê Chân nằm trên một đoạn đồi cao 50 m cách biên giới Việt Miên 13 cây số phía nam và cách An Lộc khoảng 15 cây số về hướng đông bắc. Ngoài tầm yểm trợ của pháo binh, có nhiệm vụ ngăn chặn đường tiếp tế của Cộng quân từ chiến khu C sang chiến khu D. Căn cứ đã bị Cộng quân luôn phiên pháo kích tấn công, nhưng chúng đã phải thiệt hại thảm khốc. Đầu tháng 4 năm 1972, khi Cộng quân tung những đại đơn vị tấn công Lộc Ninh, An Lộc và một số vùng phụ cận. Bộ chỉ huy biệt động quân biết trước Cộng quân sẽ tấn công Tống Lê Chân. Do đó, Đại tá chuẩn muốn bỏ Tống Lê Chân về phòng thủ An Lộc. Nhưng Đại úy Ngôn nêu lên nhiều lý do, trong đó có hai lý do chính để xin tự thủ. Thứ nhất, căn cứ Tống Lê Chân là ít hầu ngăn chặn sự tiếp tế chuyển quân của Cộng quân, đồng thời cũng là điểm xuất phát để ta tấn công truy kích địch. Thứ hai, toàn thể quân nhân của đơn vị quyết một lòng tử thủ Tống Lê Chân. Do đó, tiểu đoàn 92 biệt động quân đảm nhận trọng trách này. Nhằm chuẩn bị cho cuộc tự chiến, Đại Uy Ngôn đã cho dự trữ đàn dược, thực phẩm rồi đốc thúc binh sĩ tu bổ hàng rào, sửa sang lại hệ thống giao thông hào, đào thêm hầm hố cá nhân vừa đủ cho từng cá nhân quan sát, chiến đấu lẫn ẩn núp lúc, lúc địch pháo kích và đặt thêm mình bẫy chống đặc công cộng sản. Ngày 10 tháng 5 năm 1972, Cộng quân bắt đầu pháo kích tấn công Tống Lê Chân. Lúc này, quân số phòng thủ chỉ còn 274 chiến sĩ, trong lúc quân địch gồm có trung đoàn 271, thêm các đội phòng không, cùng với tiểu đoàn 28 pháo binh Đại Bác 130 ly. Trong số tháng đầu của cuộc chiến, không quân Việt Nam Cộng Hòa đã thực hiện hơn 3.000 phi vụ yểm trợ và tiếp tế cho binh sĩ trong căn cứ 300 kiện thực phẩm, nhưng quân trú phòng chỉ nhận được 134 kiện, số còn lại đã rơi vào tay địch. Ngày cũng như đêm, không khí sặc mùi thuốc súng và nồng nặng mùi thối của xác cộng quân quanh hàng rào phòng thủ mà đơn vị không có thời gian để trung cất. Do đó, đầu tháng 4 năm 1973, Trung tướng Phạm Quốc Thuần khóa 5 cho phép Trung tá Ngôn được quyền quyết định tiếp tục tự thủ hay di tản Đầu tháng 7 năm 1973, quân số đơn vị phòng thủ chỉ còn 258 người, kể cả thương bệnh binh. Trong lúc địch lại tăng viên trung đoàn 301 chủ lực miền đến chiến trường, hàng đêm chúng bắt loa hồ dọa hoặc dụ dỗ binh sĩ ra hàng, nhưng chúng đã thất bại. Ngày 5 tháng 4 năm 1974, căn cứ lại bị các trung đoàn 271 trung đoàn 301 chủ lực, một trung đoàn pháo, một lữ đoàn chiến xa tấn công cùng các đơn vị phòng không lại ồ ạt à tấn công. Nhờ đơn vị đã biết trước ý đồ của cộng quân nên các chiến sĩ trú phòng đã chống trả một cách hữu hiệu. Với một khoảng thời gian quá dài mà cả ngày lẫn đêm, người lính luôn trực diện với địch, hẳn đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của họ. Và dù người chiến sĩ đã tiết kiệm từng giọt nước, từng gói cơm sấy, từng viên đạn, mà đơn vị lại không nhận được tiếp tế, thì lương thực đạn dược đã đến hồi khô cả. Thật vậy, những chiến sĩ của đơn vị này đã lập nên một kỳ công thật tuyệt vời về lòng can đảm và sức chịu đựng. Trong nỗi gian nguy được tính theo từng giây phút trong cận kề cái chết, vị chỉ huy trẻ ấy đã mua lược, dũng cảm và âm thầm lèo lái đơn vị, họ đã luôn sát cánh bên nhau, cùng nhau ghi chặt tay súng trước một kẻ thù vô cùng gian ác. Từ đại úy được thăng cấp đặc cách mặt trận đến trung tá, thật xứng đáng, hào hùng, trung tá Lê Văn Ngôn rực sáng với địa danh này. Thế giới chưa có một đơn vị nào đã chống cự cuộc vây hãm thành của địch quân hơn 250 ngày. Thời đề nhị thế chiến, quân Đức quốc xã đã tấn công thành phố Stalingrad của Nga chưa quá 6 tháng. Quân đội Nhật tấn công cứ điểm Ba A -tang ở Phi Luật Tân do lực lượng Hoa Kỳ và Phi Luật Tân trấn giữ vào tháng 12 năm 1941 và đến ngày 24 tháng 7 năm 1942, tướng Douglas MacArthur phải ra lệnh rút lui. Quân Anh và khối thịnh vượng Trung Âu Châu trấn giữ Tobruk tại North Africa bị liên quân Đức Ý bao vây quân đội Anh cũng chỉ cầm cự được 240 ngày rồi thất thủ. Tại Việt Nam, căn cứ Điện Biên Phủ, quân Pháp chỉ chiến đấu được 57 ngày đêm rồi thất thủ. An Lộc, Cộng quân cũng chỉ có khả năng bao vây thị xã này được 110 ngày. Những trận chiến tại những địa danh như Con Tum, Charlie, Phú Xuân tại Huế vào mùa hè 1972 cũng chỉ kéo dài vài tuần hoặc vài ngày. Thế mà các chiến sĩ biệt đồng quân đã cùng chung nhịp thở với Tống Lê Trân trong 510 ngày bị vây hãm. Họ phải chiến đấu trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt, phải tiết kiệm từng viên đạn, từng hớp nước uống. Với hơn 20 lần bị tấn công, 7 lần bị đánh đặc công vào vị trí nhưng không một tên đặc công nào sống sót. 233 lần pháo với khoảng hơn 14.000 đạn đủ loại. Tổng Ly Chân hiển nhiên đã trở thành một trận chiến dai dẳng nhất trong lịch sử chiến tranh của nhân loại. Với một khoảng thời gian quá dài mà đêm ngày luôn trực diện với địch, hẳn đã vượt ra ngoài sức chịu đựng của người lính. Hơn nữa, công tác tiếp tế đạn dược lương thực cũng gặp nhiều khó khăn. Đêm 14 tháng 4 năm 1974, Cộng quân lại tấn công Trung tá Ngôn đã âm thầm cho đơn vị rút khỏi căn cứ. Kế hoạch triệt thoái của Trung tá Ngôn thật hoàn hảo. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là đơn vị bị đánh tan nát. Đơn vị đã về đến An Lộc an toàn sau 6 ngày di chuyển trên đoạn đường 15 cây số đường rừng. Nếu đã bảo căn cứ Tống Lê Chân bị địch quân vây hãm lâu nhất trong lịch sử chiến tranh thì cuộc triệt thoái khỏi căn cứ này cũng là một cuộc triệt thoái hoàn hảo nhất trong lịch sử sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông bị cộng quân trả thù, hành hạ trong trại, lao động khổ sai tận Yên Bái. Ngày 19 tháng 1 năm 1978, trong địa ngục Trần Giang ấy, Trung tá Ngôn đã vĩnh biệt cõi Trần. Trung tá Lê Văn Ngôn đã tạo nên một chiến tích lẫy lừng, tôi đậm thêm trang quân sử, đã quá lễ lừng của binh chủng biệt động quân nói riêng về lòng can đảm, sức chịu đựng và tinh thần kỷ luật của người chiến sĩ bảo quốc an dân trước họa xâm lăng đầy gian ác của loài quỷ đỏ. Chương trình của chúng tôi đến đây đã hết. Trân trọng kính chào.